Tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và Trung ương cần xem xét cụm cảng Cái Mép Thị Vải và sân bay Long Thành là trung tâm của sự phát triển khu vực phía Nam. Đến nay, sân bay Long Thành đang trong quá trình khởi động, còn cụm cảng cái mép thị vải đã được đầu tư rất lớn, hình thành một trung tâm cảng biển lớn nhất cả nước, nhưng hiện mới chỉ phát huy được một phần nhỏ công suất. Vì vậy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải tháo gỡ để nhanh tiến độ các dự án hệ thống hạ tầng giao thông kết nối như đường cao tốc và đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, đường tỉnh 991B, đường vành đai 4, cầu Phước An hệ thống thoát nước quốc lộ 51, nạo vét luồng cái mép thị vải, phân luồng khu vực vịnh gành rái để hàng hóa từ khắp nơi đi đến cụm cảng thuận lợi. Bên cạnh đó, Trung ương cũng tích cực hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình ban quản lý cảng cái mép thị vải và trung tâm kiểm định kiểm dịch thông quan tại bà rịa Vũng Tàu trước sự cần thiết của con đường cao tốc biên hòa vũng tàu bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã đề xuất tỉnh đứng ra làm chủ đầu tư dự án này những kiến nghị đề xuất của địa phương sẽ được bộ tiếp nhận đánh giá và sớm có hướng giải quyết